thế gian này nó là cõi khổ. Mọi người thấy được cái là như cái lão què bây giờ thì mọi người thấy là lão què có khổ không? Lão què bây giờ quá khổ mọi người nhá. Thì sư mới chia sẻ cho mọi người là mọi người người ta nói là thầy ơi, từ trước tới giờ ấy, thầy ở đó không có bao giờ đi dẫn lộ bao giờ, chả có bao giờ đi dẫn lộ bao giờ. Thế mà bây giờ ông ta lại cho một cái chú thanh niên đi dẫn lộ. Chứ ông ta què quặt thì ông ta không đi, thì ông ta lại cho một cái chú thanh niên rồi cầm cái gậy độ đi dẫn lộ. Thì thầy ơi nó có phải không? Rồi về lại lấy của người ta 1 triệu, cho cái chú thanh niên như 1 triệu. Đấy, gia chủ phải cho thì có đúng không? Mọi người ơi, sư mới chia sẻ cho mọi người là ông ta là tính cái bài của ông ta để ông ta kiếm tiền đấy. Đấy, bởi vì là ông ta giáo hóa cho gia chủ nó dễ đúng không? Một cái chú thanh niên chỉ có cầm gậy đi ra tha ma về mà còn có rượu bạc. Đấy, thì ông ta ngồi ông ta lễ thì nó phải bao nhiêu? Đúng không? Đó là một cái cách của ông ta. Đấy, mọi người nhá, gọi là ông ta có một cái cách là sư ví dụ cho mọi người là muốn ăn gắp bỏ cho người. Đấy, đó là một cái cách của ông ta cho cái chú thanh niên cầm gậy độ đi về lấy của gia chủ 1 triệu. Thì ông ta ngồi ông ta lễ thì nhất định là phải nhiều rồi đúng không mọi người? Còn bây giờ sư mới chia sẻ cho mọi người nữa là ông ta người dân rất là kêu rồi, nhà ai lễ thì phải sửa lễ hết, lễ khang lễ mới đến, còn bao nhiêu cái lễ cũ là ông ta phân đi rồi ông ta lấy đi hết cho bằng hết. Đến một cái nhà khác lễ là ông ta bắt mua hết từ A đến Z mọi người nhé. Đấy, sư trước cái là sư chia sẻ cho mọi người là sư vẫn nói với mọi người cái lễ hôm trước nó còn đẹp thì mình vẫn cứ để mình vẫn thờ được, hoặc là cái nước ngọt thì nó có cái ngày hết hạn của nó, còn mình vẫn cứ dâng mình thờ được, gần hết hạn thì mình mới hạ đúng không? Thì mình tận dụng gọi là mình thành tâm để cái nhà kia sửa ướt lễ đi đấy, để giảng tị cho nhà kia nó hết ướt tiền đi đấy. Còn đâu hỏi rằng bề trên có ăn không, có ăn những cái lễ không, có ăn những cái quả trần gian không, là bề trên không ăn, nói chung là bề trên không thèm ăn đấy. Chỉ có đấy là gọi là chứng tâm lòng thành của tín chủ như thế nào thôi, thì là mà thành tâm mà dâng như vậy, chứ còn bề trên không thèm ăn những cái thứ đó của trần gian. Nhưng mà đến bây giờ là ông ta lại một cái bài này, ông ta bắt mua hết thay hết rồi ông ta này xong cái lễ đó ông ta lại cho hết đi rồi ông ta khuân hết đi, ông ta thu hết đi. Người dân kêu lắm mọi người ơi, người dân rất là kêu đấy. Trước kia là sư thì ai lễ nửa ngày ở chùa thì lễ, mà ai lễ cả ngày thì lễ đấy, ai lễ nửa ngày thì từ A đến Z khoáng trọn cho nhà chùa có 6 triệu. Còn ai lễ cả ngày thì từ A đến Z khoáng trọn cho nhà chùa là 9 triệu. Đó. Còn những cái năm mới thì đầu tiên là có 1,5 triệu rồi, rồi đến 2,5 triệu rồi. Dần dần những cái năm gần đây thì nó mới là 6 triệu nửa ngày, 9 triệu cả ngày. Nhưng mà đến bây giờ ông ta về mọi người ơi, sáng mai ông ta bắt lễ ở trong nhà. Bắt lễ ở trong nhà làm rạp, mượn bàn ghế vân 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 vân. Lễ rồi là ăn uống đánh chén ở trong nhà, rồi bắt đầu là đến chiều mới ra chùa, tức là ngang nhiên ông ta làm cho các đình các đám, mỗi đình mỗi đám cũng ướt cũng phải gần 20 triệu. Đấy là ướt cũng gần 20 triệu. Còn có nhà cả 100 triệu mọi người.
có nhà cả 100 triệu đấy mọi người. Do đó là người dân kêu rất là, nói chung là ngao ngán lắm rồi mọi người. Thì nói chung là nếu nói về cái lão què này thì tất cả mọi người biết được ông ta rất là độc ác, ông ta rất là nham hiểm, ông ta đủ các chiêu trò bịp bợm mọi người nha. À, sư đã tới chùa, quả sư đến nơi rồi mọi người nha. À, không dám nói là chùa, không dám nói là chùa quả sư, thôi thì sư chỉ đi lại sư gieo duyên thôi, còn đâu một lúc nào đó có thể là sư cũng 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 cảm thấy không đủ duyên nữa thì sư cũng thôi, đúng không mọi người? Thì sư chia sẻ cho mọi người, hôm qua sư nãy vu nang ở thất nhà sư thì mọi người biết rồi đúng không? Sư nãy ở thất nhà sư có bao giờ sư quảng bá bao giờ, không nên Facebook quảng bá nhé, không quảng bá, không mời ai nhé, chỉ sư chỉ nói với gọi là mấy người thân quen là thầy vẫn cứ lễ 14, vẫn cứ lễ 14, ai nhờ ai gửi thì thầy lễ, đúng không mọi người? Nói chung là vẫn cứ có người tấn, vẫn có người theo, mà cũng cần gì số đông, cần gì số đông mọi người. Sư chia sẻ cho mọi người là đúng là người ta nói là chất lượng còn hơn số lượng, đúng không? Cần gì đông làm gì. Do đó là sư thấy tới giờ phút này sư mãn nguyện lắm, sư mãn nguyện lắm rồi. À, sư đang đông người xem thì sư cũng chia sẻ thêm cho mọi người là sư nói là sư hai chùa sư đều là, tức là cái mình kiến thiết của chung thì mình xây cái Dựng Tam Bảo thì mình không nói, nhưng mà đều mình phải có cái phòng ở, đúng không mọi người? Có cái phòng ở thì trước kia ở bên Nam Định thì cũng xây phòng ở, rồi đến về bên Thái Bình thì cũng xây phòng ở, cũng làm liền một lúc nhà tứ ân rồi phòng ở như nọ như kia thì cái phòng ở là 120 triệu. Rồi công trình lúc đó là sư tính là hơn 600. Hơn 600 mà nghe đâu bây giờ não què nó cũng phá hết rồi mọi người. Bởi vì cái ta của nó to bằng cái trời mà. Đấy. Nó phá hết đi rồi bắt đầu nó mới thu hút tất cả những người có tiền, con em có tiền là nó gõ, nó điện tới nó gõ như nọ như kia. Đấy, nó ra cái chuyện là nó về nó làm lại hết, nó không phải ở quả sư cái gì. Thì mọi người thấy được là có phải là thế gian này nó là hư ảo không? Nay còn may mắn đến con người như lão trước như vậy, bây giờ nó cũng còn què quặt, đúng không mọi người? Bây giờ nó cũng còn què quặt rồi. Đến những cái công trình mà sư làm như thế hơn 600 triệu bây giờ nó cũng phá hết đi, đúng không? Nó phá hết đi. Thì mọi người thấy được có phải là nó có gì là vĩnh viễn đâu.